nay mình đến tại nơi mà nuôi hầu tại vùng Hyogo, thì như những cái rổ mà các bạn thấy ở đây đó là chính tại thời điểm này là mùa thu hoạch của con hầu Hyogo. Và để có những cái con hầu này thì cái quy trình của nó sẽ từ những cái bước sau, thì tức là ngay ban đầu thì người ta để con giống xuống trên sợi dây và người ta nuôi ở đó là khoảng tầm 6 tháng, thì sau đó sẽ kéo lên như ở những vùng khác như là Hiroshima hoặc là Miyagi, thì người nông dân họ sẽ thu hoạch hầu từ đó luôn. Nhưng tại ở Hyogo thì sau khi mà người ta thu lên 6 tháng thì người ta sẽ đặt tách rời từng con hầu và người ta để vô những cái rổ như thế này, mục đích để chi? Để cho cái con hầu nó phát triển đều và nó được bồi thêm dinh dưỡng. Chính vì vậy mà cái vỏ hầu ở vùng Hyogo và cái thịt hầu thì nó sẽ đầy sữa hơn. Và nó bên cạnh đó thì nó cũng có một cái nhược điểm là khi mà để những con hầu ở trong những cái rổ như thế này thì những cái con hầu mạch ngược thì nó có thể là nó bị chết. Thành thử là như các bạn thấy ở bên đây thì cái tỷ lệ những cái con hầu mà nó chỉ có vỏ không rất là nhiều. Chính vì vậy mà chi phí hầu ở vùng Hyogo thì nó có thể cao hơn ở những vùng khác, nhưng mà bù lại khách hàng sẽ được trải nghiệm một cái sản phẩm chất lượng nó sẽ tuyệt vời hơn, hầu nó đầy sữa hơn, và đặc biệt là cái vỏ hầu ở vùng Hyogo nó cực mỏng.